Ca sĩ Yến Thu của đoàn kịch Nói Kim Cương qua đời. Nghệ sĩ Bích Thủy, con gái của cố nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn, báo tin ca sĩ Yến Thu, thành viên của đoàn kịch Nói Kim Cương, đã qua đời sau thời gian chống chọi với hai căn bệnh ung thư. Ca sĩ Yến Thu, tên thật là Đào Thị Thu, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1956 là thành viên của đoàn kịch Nói Kim Cương. Ở tuổi xế chiều bà phát hiện bị bệnh ung thư. Sau thời gian chống chọi với bệnh, bà đã trút hơi thở cuối cùng lúc 1 giờ ngày 8 tháng 5, thọ 68 tuổi. Khi còn trẻ, bà là nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, từng được khán giả yêu mến trên sân khấu đoàn kịch Nói Kim Cương. Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đã từng nhận xét: giọng ca Yến Thu rất truyền cảm. Giai đoạn đó bao giờ một suất diễn cũng có hai phần, ca nhạc và kịch, Yến Thu luôn xuất hiện giữa chương trình, hát những bài tình ca được khán giả yêu mến. Tính cách của Yến Thu chan hòa, vui vẻ. Sau này dù đoàn đã ngưng hoạt động, những buổi họp mặt của đoàn, bao giờ cũng có mặt Yến Thu. Cô sống rất lạc quan, luôn mang niềm vui đến cho mọi người, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương cho biết. Ca sĩ Yến Thu cùng thời với ca sĩ Họa Mi, Ngọc Yến là đàn em của ca sĩ Thái Châu, diễn viên Nguyễn Chánh Tín. Bà nổi tiếng qua các bài hát Tiếng Xưa, Ru Ta Ngậm Ngùi, Áo Bà Ba, Hương Tóc Mạ Non, Thương Về Miền Trung, Khúc Tango Buồn. Trong một số vở kịch cần vai diễn quần chúng, bà cũng được nghệ sĩ nhân dân Kim Cương mời tham gia và bao giờ cũng diễn đầy nhiệt huyết. Những năm sau 1990, khi đoàn kịch Nói Kim Cương ngưng hoạt động, bà bắt đầu nhận show biểu diễn tại các tụ điểm ca nhạc, xuất hiện thường xuyên tại sân khấu Trống Đồng và sân khấu 126, Trung tâm Văn hóa quận 3. Mới đây, trong chương trình Thương Đời Gạo Chợ Nước Sông, ca sĩ Yến Thu đã có những chia sẻ đầy đau xót về cuộc sống hiện tại. Từ năm 2010, bà phát hiện mình bị ung thư máu và điều trị đến giờ. Phía bệnh viện trước đây có tài trợ nên bà được uống thuốc điều trị đặc hiệu miễn phí. Chỉ mất tiền xét nghiệm, thăm khám. Bà kể, bác sĩ nói tôi mà ngưng uống thuốc này thì bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn nặng. Nhưng tôi không có tiền mua thuốc nên đành phải ngưng. Từ lúc ngưng uống thuốc, năm vừa rồi tôi phải đi truyền hóa chất 5 lần, 3 lần lọc máu, mệt lắm. Căn bệnh ung thư máu chưa chữa được, bà lại phát hiện bị ung thư tuyến giáp. Ở tuổi 68, sức khỏe ngày càng yếu hơn và sau thời gian chịu đựng bệnh tật, bà đã qua đời trong sự thương tiếc của đồng nghiệp, khán giả. Tang lễ của ca sĩ Yến Thu được tổ chức tại nhà riêng, 494 6 Hòa Hảo, phường 5, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, lễ nhập quan lúc 15 giờ ngày 8 tháng 5. Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 11 tháng 5. Sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.